Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy tất cả các thần linh phù hộ cho cô xấu từ đường của con được thắng kiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Ê cô xấu này, nghe hồi chiều nói cô xấu từ đường nói là cô xấu từ đường kêu là bán miếng đất ở đâu ạ? Bán đất có rộng không? Bề ngang bao nhiêu? Bề dài bao nhiêu? Cô giáo từ đường nói cháu nghe coi. Hồi chiều cháu có thấy cô treo cái biển là bán đất đúng không? Cháu cũng đang tính đi mua miếng đất để về mà cất nhà trọ này. Nghe đồn là thấy cô làm cái biển cô treo vào cổ đúng không? Là cô kêu là cô mang đi cô đang ra giá. Giá là bao nhiêu? Cô giáo từ đường nói cháu nghe coi. Để cháu biết đường á. Cháu biết đường cái cháu đi đi gì? Đi kiếm mớ vốn để mua cái miếng đất cho cô ha. Rồi coi sao à? Cô kẹt vốn quá hay sao? Ba dù án đầu tư kỹ thuật số à? Đuối lắm phải không? Dạo này Tết nhất tới nơi rồi mà, đúng không? Tết nhất tới nơi rồi. Cô Sáu từ đường ơi, Tết nhất tới nơi rồi, làm sao mà có thể mà ăn người ta được, đúng không? Mình ăn người ta nếu mà ăn được người ta là đâu có mà cái nhà từ nhà mà ra tới đường đúng không? Cô xấu từ đường đó. Cô cái tên cũng dễ thương á, tên là cô xấu từ đường á, tên vừa dễ thương mà người cũng dễ thương. Nghe lính ruột của cô xấu từ đường á khen cô hát hay lắm, bài nào cũng hát hay. Ủa sao kỳ ta, cô hát hay mà sao cô không đi hát đi? Mà sao giờ cô đi về cô rửa ba cái rau muống bào làm gì, với rửa chén làm gì? Cô xấu từ đường giờ bây giờ chơi bái vụ án mà đầu tư kỹ thuật số à? Bây giờ không có gì à, không có hên hay sao, hay là từ hôm giờ là cô đi xuông một lượt rồi cô dò giết mấy giờ đem đất, mà đất ở đâu rồi? Cô xấu từ đường nói cháu nghe coi hả? À, nghe đồn là bán hôm bữa là mua mấy công đất ở dưới quê mà để trồng ba cái ổi ruby ru bèo mà đúng không? Rồi ai đứng tên hả? À, có người nào đứng tên chưa? Rồi bây giờ là sang hả? Tính sang hay tính cầm? Trời ơi, đúng rồi, đúng là không có hộ, không có hội danh là không có hội danh là cô xấu từ đường ha. À, chuyên đi chuyên ba cái vụ án mà về cái vàng mà bất động sản á, ai mà có nhu cầu á về cái khu vực mà cô xấu từ đường á là cứ liên hệ. Nhà từ đường cũng liên hệ mà đất cũng liên hệ mà nhà, nhưng mà theo như trong ý á, cô đang tính bán cái mớ đất ở đâu? Đất có phải là cái chỗ mà cái khu quy hoạch không? Có phải là cái chỗ mà cái làm cái chỗ mà vòng xoay á? Có phải không? Vòng xoay cái gì ta? Dưới Thủ Đức không? Có phải không? Lê Văn Đồng không? Là cái khu vực mà hôm bữa cô với cô Trành Bồn đi á, mà cái khu vực đó là đang vào cái trong cái khu vực mà gọi là gì? Hạn chế với khu vực mà dạng như là ở trong quy hoạch. Chứ hơn nữa thì cô cũng đâu có phần, cô với cái gia cũng đâu có phần gì trong đó đâu. Mà cô giao đất cái gì ở đâu á? Cô bộ cô kinh doanh bất động sản là cô xấu từ đường đúng không? Chắc là chắc đợt này chắc dữ lắm à. Chắc là ba miền này chắc là, chắc là coi như là không nhiều tí thì chắc cái bữa nay cũng tụt quần rồi đúng không cô? Đúng không? Cho nên là bữa nay quyết định chắc là chuyển qua cầm bất động sản rồi. Trời ơi, chứ đó nó nói rồi, ba cái bún bò chỉ là cái trá hình thôi chứ mà buôn bán gì, đúng không? Một ban đêm thì nằm cô mơ cô chiêm bao con gà con chó con heo, mà ban ngày á thì cô xuống xác thì làm sao mà cô bán bún bò bún riêu, rồi làm sao mà còn tâm trí nào mà bưng bún bún riêu, đúng không? Thì cho nên tại sao mà không hội danh mà nghe đồn là cái cô Trành Bồn á, cô cũng một cây ba cái vụ án mà đỏ đen giống cô đúng không? Cô xấu từ đường cho nên là cũng hai người là cũng xem đúng không? Đúng là coi như là người như thế nào thì sẽ chơi với những người như vậy, ở gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Cho nên cái khu vực mà cái cô Trình Bồn á nó tối sủa thì gặp cô tối sủa nữa thì là hai bên kết hợp vô là thấy coi như là thấy ông có nồi luôn, đúng không?
thấy luôn đó, chứ còn gì nữa, đúng không? Trời ơi trời, công nhận, phải công nhận là cô xấu từ đường, là công nhận kinh doanh về ba cái vụ án mà bất động sản, công nhận là kinh gì. Nhưng mà tôi nói gì nói chứ cô mà có kinh doanh bất động sản hay là đầu tư kỹ thuật số cỡ nào đầu tư, nhưng mà nhớ là cô phải để, nhớ là phải chừa vốn lại nha, để mà sao kê á, cho nó tử tế ha, cô xấu từ đường. Còn là cũng nghe đâu đó là cô đâu có dám đi thẩm định lần ba đúng không? Gặp cháu là cháu đi thẩm bình luôn á, tại vì lớn rồi, lớn chơi hai lần thì chơi luôn đấy, còn cái gì nữa đâu để mà mất đúng không? Không còn gì để mà mất ha, thì coi như nó bung bét cho nó bung bét luôn. Thì bây giờ hỏi cô xấu từ đường là ha, 5 căn nhà, nhà từ đường rồi 1000 ký vàng thì cũng đi theo gió mây, chưa tính là bao nhiêu tiền bạc nữa, chưa tính nha, chưa tính. Nếu mà tính bây giờ chắc là lên nó cân chạm mà cân mới nổi. Thì bây giờ thì còn cái gì nữa, hai lần là đi thẩm định rồi, thì coi như cùng phải chung. Thì chuyến này thì còn gì nữa để mà hối tiếc, thì coi như là chơi luôn đi cô xấu từ đường. Có gì cháu ủng hộ cô, cháu vỗ hai chân hai tay ha, ủng hộ cô tới nơi tới chốn. Cái vụ án gì chứ mà cái vụ án mà cô cứ yêu cầu thẩm định nhà thêm mấy lần nữa, cho YouTuber, cho có công an chuyện làm, rồi cho nhiều người dân có những cái ngày hội, có những cái ngày hội lớn rất chi là vui ha. Nhờ có cô xấu từ đường mà có những cái ngày hội rất là vui ha. Cảm ơn cô xấu từ đường nhiều nha. Cô suy nghĩ lại đi, rồi cô cho một cái ngày để mà đi thẩm định lần ba đi. Lần ba có thể là lần tới 10 cũng được. Thí dụ như sau này cô thắng kiện thì cô đuổi cái bọn cái loan ra ngoài đường đúng không, rồi cô có tài sản cái chủ thì cái đó thì cô tha hồ mà cô hưởng thụ. Thì bây giờ có cái gì đâu, ba cái vụ thẩm định chỉ là chuyện nhỏ với cô, chỉ là bằng cái vụ mà cô trúng xác một miền đúng không, thì cô cứ làm tới luôn đi, chứ còn cái gì nữa đâu mà cô phải ngần ngại. Thấy chiều nay thấy cô nói chuyện với HT là cô thấy có vẻ là cô thấy nhìn cái dòng điều rồi có vẻ là không có còn cương như hồi trước ha, không có còn cương. Cương thì sẽ gặp bác sĩ Cường, nên là cô xấu từ đường bữa nay chờ bác sĩ Cường rồi. Chiều nay cái có vẻ là thấy cô sụn xuống rồi, cho dạng như là vốn á, mỗi lần mà dạng như chung ba cái vụ án mà thẩm định á, là coi như là chung là coi như sắp mặt luôn, đúng không cô? Thế thì bây giờ tại vì đã lỡ sắp mặt rồi thì còn cái gì nữa đâu đúng không? Lỡ trường hợp mà cô thắng kiện thì sao đúng không? Cô cứ làm tới đi, cháu ủng hộ. Ví dụ như vài nữa mình là thắng kiện rồi, nhà cửa đất đai ta hồ mà bán đúng không, ta hồ mà chưa chắc, thì có thẩm định vài lần nữa cũng có sao đâu đúng không? Ba cái vụ án mà đóng tiền thẩm định chuyện nhỏ với cô xấu từ đường đúng không? Chiều đến là ba cái vụ mà Bắc Trung Nam này kia nọ là cứ sôi sùng sục lên, thì làm lấy đâu mà không lấy đâu mà coi như gà chó dê là coi như là đi hết một lượt luôn ha. Tự mấy cái con đó là cứ tự dắt nhau nó đi luôn ha, nó để lại cô xấu từ đường bơ vơ với lại một cái tờ giấy trắng đúng cô xấu từ đường ha. Khi nào mà cô xấu từ đường mà nhà suy nghĩ kỹ đi, rồi quyết định cái ngày thẩm định lần ba, giờ hốt ba cái đồ dạng như rác rưởi đi ra khỏi nhà cái loan đi, cho nhà nó được nhờ ha. Rồi khi đó là cô cho cái ngày thẩm định đi ha, để mà lên thông báo cho YouTuber người ta đến người ta đón tiếp cô nồng nhiệt ha. Bye bye cô xấu từ đường nha, chào cô xấu từ đường nha, lêu lêu cô xấu từ đường.